Trở về sân nhà hàng Đẫy, Viettel đang đứng trước cơ hội giành trọn 3 điểm trước Thanh Hóa. Để nuôi hy vọng chen chân vào top 3 trên bảng xếp hạng V-League 2022, sau khi bị loại khỏi AFC Cup và thay máu trên băng ghế huấn luyện. Viettel đã có 2 trận thắng liên tiếp để nhen nhóm cơ hội trở lại, cạnh tranh một vị trí trong top 3. Việc đánh bại hai đối thủ không hề dễ chơi là SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An không giúp đoàn quân của huấn luyện viên Bejiun thắp lại hy vọng vô địch. Nhưng đó là nguồn động lực, để Viettel tìm lại bản sắc của mình, sau 12 vòng đấu, Viettel đang có được 19 điểm và tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Thế nhưng đội bóng áo lính vẫn chưa có được sự ổn định, và thường để mất điểm đáng tiếc trước những đối thủ yếu hơn. Trong hai chiến thắng gần đây của Viettel đều đến đa phần ở những phút cuối, khi đối thủ dâng cao tấn công để lộ khoảng trống. Và Hoàng Đức cùng các đồng đội đã tận dụng triệt để cơ hội. Được chơi trên sân nhà hàng Đẫy ở vòng này. Chắc chắn các cầu thủ Viettel sẽ quyết tâm giành 3 điểm, ở phần sân đối diện, tinh thần của các cầu thủ Thanh Hóa cũng không tốt. Sau thất bại trước Topenland Bình Định ở vòng đấu trước, điều đáng lưu ý là đội bóng của huấn luyện viên Petrovic chưa từng thắng trên sân khách mùa giải này. Trong 6 trận đấu trên sân khách kể từ đầu mùa giải, Thanh Hóa chỉ có được 2 trận hòa, và để thua đến 4 trận. Sự xuất hiện của ngoại binh Gustavo Costa, như một làn gió mới thổi vào lối chơi của đội bóng xứ Thanh. Thế nhưng cầu thủ người Brazil lại bị treo giò vì thẻ phạt, nên sự vắng mặt của anh sẽ là một sự đau đầu cho huấn luyện viên Petrovic. Trước một Viettel đang khao khát giành 3 điểm ở hàng Đẫy, để rửa hận sau trận thua 0-1 đầy bất ngờ ở lượt đi. Nhiều khả năng Thanh Hóa sẽ rời Hà Nội mà không có được một điểm số nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.